Xin chào các bạn, mình tên là Trung Tính, mình đến từ công ty nhạc cụ Minh Phụng. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái điểm đặc biệt khá nổi trội trên cái đàn Cushman K250 này. Đó chính là cái đàn Cushman K250 này có thể kết nối được với Midro. Các bạn có thể cắm trực tiếp Midro vào trên cái đàn này, có thể hát luôn ngay trên cái đàn. Hoặc là các bạn có thể kết nối với guitar để chơi những cái bản hòa tấu như cái video vừa rồi mình vừa chơi. Nhiều bạn có hỏi mình đó chính là kết nối Midro hay là guitar vào cái đàn thì làm như thế nào. Thì trên cái đàn Cushman K250 thì các bạn theo dõi trên cái thanh trên đầu này thì nó có một cái cổng, đó chính là cổng mic. Nếu mà các bạn có mic rồi thì các bạn có thể cắm ngay trên cái đàn luôn, ngay qua cái cổng mic này. Thì hiện tại mình đang nói chuyện với các bạn trên cái đàn Cushman K250 này, thì mình lấy cái mic rồi mình cắm thẳng vào cái cổng mic này. Thì để cho các bạn xem rõ hơn thì mình xin cắm lại cho các bạn xem nha. Đây, các bạn đã nghe chưa? Rồi, ok. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu video có hay thì các bạn hãy cho mình một nút like cũng như subscribe để theo dõi những cái video tiếp theo mình sẽ làm hướng dẫn cái chức năng trên đàn Cushman K250 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.